Đấy, đi đâu? Rồi anh em các bác nhé, tiếp tục em trả hàng hai máy cho các bác đặt đây. Hai con này thì đè về Châu Thành, Đồng Tháp nhé. Máy 36 phép phải vật với cáp này, bản đầy đầu, chạy nguồn 12V. Còn con này là con 24 phép chuyên thuyền 1 vật này. Châu Thành, Đồng Tháp anh em nhé. Hai máy này đầu băm pích. Đấy, bản đầy đầu cho anh em. Cái này dễ sử dụng hơn cái bản đầy mới 3V. Đấy, đây em test nhé, test từng con máy một cho anh em các bác xem này. Con này thì có 4 chế độ. Đấy, 2 chế độ cáp, 2 chế độ vật. Tích hợp cho anh em đánh việt to nhé, hai người. Đây, em cấm nguồn này. Đấy, chế độ đánh cá trắng nhé. Đây, con này thì có 4 chế độ này, cho anh em tự động điều chỉnh. Chế độ số 1 này, cá trắng tổng hợp này, thả cáp 3-4 thả cáp này. Đây, chế độ cá trắng trước này. Đấy, đây cá trắng này anh em nhé. Anh em thì đánh cá trắng hoặc đánh cá nóc cá chê, chuyên cá chê nóc chê thì anh em chơi cái này. Đấy, còn khi này anh em thích chơi đánh tổng hợp này, các loại cá bắt cả rô phi ngon thì lên số 2, volume để tầm 90 giờ. Rô phi anh phát là ăn cho anh em nhé, không được phát thứ hai đâu, tí là quay đơ ra vào thôi. Tất cả hai máy đều là máy chuyên thuyền hết. À, số 3 là mà đánh một vợt, à đánh cáp nhé. Số 3 đánh cáp tổng hợp này. Anh em volume lên tổng 8 giờ quay đầu này. Số 4 là đánh cáp về tiền mình ra trơn này. Anh em đánh cá chê. Chê thì trắng này, cá chạy. Máy anh em thì về Đồng Tháp rất nhiều anh em nhé. Máy bật khó lên và 24 phép này, anh em cứ yên tâm sử dụng thôi, không phải lăn tăn cả đâu. Đấy, chế độ đô phi này, tổng hợp này. Đấy, tiếp tục em test máy thứ hai nhé. Máy chuyên thuyền một vợt 24 phép. Tất cả máy thì gọn gàng chắc chắn các bác nhé, hộp nhựa nắp trong quay sách đầy đủ, anh em về chỉ việc xài thôi, tấm bình tấm bạc dần bạc là xài thôi. Con này thì 3 chế độ đánh vần này, nóc chê này, tổng hợp này và chế độ đánh lì. Volume điều chỉnh anh em có để tầm 90 giờ, đánh nước to nước cạn anh em bạn nhỏ xuống nhé. Con này thì bao test cho anh em luôn, tôi phi phát là thôi. Cả khác thì nó lên rất đẹp luôn. Đây, chế độ tổng hợp này, anh em nghe tiếng máy này. Đây, của mình con máy 24 phép này. Đấy, này đánh vật thì bao khỏe cho anh em rồi nhé. Bác trong phải chế độ nóc trên này. Đấy, cái này thì tần số nó thấp hơn, điện ăn nhẹ hơn. Đánh lô phi vẫn chết bình thường anh em nhé, nhưng con lô phi nên nó sẽ không chết ngay mà nó sẽ xoay một cái nó chết. Đấy, anh em đánh nóc trên nhà điện thì gạt sang bên cái nóc trên thôi, gạt về thẳng là đánh nì này, nì volume nì nó khỏe lắm anh em, cá chết ở dưới mất, anh em cứ đánh băm thôi, cứ bên tổng hợp và phang thôi là ok. Tiếp tục anh em đang gia công con máy 40 phép cho các bác tiếp này. Con này thì hai bác đặt nhưng em chưa kịp đâu, thì các bác nào đặt trước thì em hoàn thiện trước gửi cho các bác nhé. Các bác có nhu cầu về máy cano cho em số điện thoại 0985 932 336. Chào các bác, chào anh em nhé.